Các bạn thân mến, hôm nay mình cũng muốn ghi lại cái hình ảnh này để chia sẻ với tất cả những người yêu con chim cu gáy Việt Nam. Thì đây là một cơ sở của mình, thì cũng tương đối là nhiều chim bố mẹ và chim chơi cũng như chim non. Đấy, như bạn này thì cũng rất là thuần. Có rất nhiều giống chim từ bên Ba Vì, chim ở bên Phú Thọ được lai giống. Và thường thì những con chim này thì mình chim mái là mình nuôi lên đúc ra, và chim trống thì mình sẽ thu thập từ ngoài thiên nhiên, ngoài rừng, mình sẽ ghép thành đôi. Và ở cơ sở này thì mình cũng thực hiện cho chim cu đất cu ta màu lâu như thế này là đẻ trứng, và mình cho cu Pháp, cu Nhật là ấp thuê. Thường thì những cu như vậy thì cũng quanh năm ấp và quanh năm nuôi con, có những lúc nuôi 4 con. Còn ở đây thì là những cặp chim được sứ mệnh là ấp và nuôi con thuê. Lưu ý là giống chim này thì chúng ấp rất là chuẩn và nuôi con rất là khéo. Nếu như cu ta kia mà được một đôi đẻ đều đặn mà ấp tốt thì rất là khó. Nhưng mà cu này thì chúng ta có thể thả trứng ra, thả trứng vào, đổi trứng rồi vừa ấp vừa nuôi con rất là tốt. Đây là mình ghép một đôi hoa mơ, một đôi cu ta, con trống cu lâu kia thì con này thì nguồn gốc là con này thì dáng dấp chim cũng được. Nhưng con này rộng thổ pha khoảng 80 cũng khá là hay. Ở đây thì xung quanh thì mình có chủ yếu là cây trẻ. Cuộc sống rất là yên ả. Các bạn có thể nghe thấy tiếng chim kia là bàn uống nước. Đây là chuồng. Ở đây thì mình rộng khoảng 2 mét khối, cao 1 mét 7, rộng 1 mét rưỡi, dài 1 mét rưỡi. Đây, như cặp này là đã đẻ một quả.
Cặp này thì đang nuôi nhưng mà lứa vừa rồi hỏng 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 mất một trứng, được đăng được một con. Về cái thức ăn thì các bạn cho hai khay, một khay thóc, một khay thức ăn bổ sung, có thể là cám cò. Nếu như khuôn viên chuồng thì các bạn nên để cao tầm 1m7, 1m5. Ở đây thì có non bộ đá và một cái cọc trống lên để cho chim nằm ổ. Một cái ván bậu. Đấy, các bạn nhìn, nếu mà nuôi chim sinh sản các bạn nên để theo cái mô hình như cái chuồng này. Thì thứ nhất là cái cọc này mà các bạn làm nhẵn hoặc là sắt một chút thì để chống như con chuột có thể làm ảnh hưởng đến cái việc ấp hoặc là nuôi con. Thì đây như con này thì cũng được khoảng 5-6 ngày rồi. Nếu như tầm này anh ai có thể là chịu khó bắt ra nuôi bộ là nuôi tốt rồi. Thì nó sẽ rất thuần chim. Như đôi này thì là đặc thổ. Tiếp theo thì đôi này thì cũng các bạn có thể nhìn thấy chỉ hai quả trứng đây rồi. Chúng đẻ được hai quả. Thì chút nữa mình sẽ nhặt hai quả này cho chim khu trắng ấp. Thì nó lại đi đẻ. Sau khi nhặt trứng thì những cái đôi sung thì thường khoảng 4-5 ngày lại đẻ. Chứ chuồng này thì mình các bạn nên nhớ là ở phần trên chỗ ấp này có một cái mái tre để một tấm bờ lô lên trên tránh mưa. Chỗ ăn với chỗ ấp là các bạn nên không để nước mưa. Đấy, còn khuôn viên thì các bạn nên để có nắng có gió và để cây cối tự nhiên như thế này. Cây cối tự nhiên đấy, trong rất là tự nhiên, có một chút cây xanh ở đây. Những con này thì là thường là nó đẻ rất tốt. Chim bẫy thì nó cũng không được thuần lắm, nhưng mà khi mình đúc con ra thì mình nó là thế hệ sau nó sẽ thuần. Ở đây thì chỗ bên này có một cây đào. Đôi này thì cũng đang vừa cũng đẻ được hai trứng. Nếu như mà các bạn nuôi cu này mà các bạn không có cu trắng thì nó sẽ không hiệu quả. Các bạn nên nhớ là như vậy. Tiếp theo là bên này. Đây là chuồng, đây ấp, các bạn để cao lên như này. Đây là máng ăn. Máng ăn, đây là chuồng, trong này có cả cái chè. Đây, ổ đẻ đây. Rất là nhiều chuồng đúng không các bạn? Mình chơi cũng rất là lâu rồi. Đấy, chuồng này thì rộng, dài, cao. Đây em này thì cũng được hai trứng. Em này thì hình như cũng được một trứng rồi. Thì thường mình cũng đúc ra cũng nhanh thôi. À,
tâm có thể gọi vào số 0163 5305982. Xin chào tạm biệt.